Thưa quý vị, thông tin từ vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương giá xăng có thể giảm về 24.000 đồng một lít vào quý 4 năm 2022. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định hơn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương làm việc, đàm phán với các bên có liên quan để sớm tự giải quyết dứt điểm các vấn đề nội tại trong liên doanh tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo đó, theo đó, vụ thị trường trong nước dự báo trong những tháng tới, bình quân giá xăng thành phẩm thế giới vẫn biến động bất thường, dao động trong khoảng từ 145 đến 155 đô la Mỹ một thùng, tức là tăng 73 đến 100% so với cùng kỳ năm 2021. Trong trường hợp nhà điều hành không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng bán lẻ trong nước sẽ có giá bán là dưới 31.700 đồng, còn dầu sẽ là dưới 27.100 đồng. Từ quý 4 năm 2022, giá xăng dầu thế giới được dự báo là hạ nhiệt về khu vực là 110 cho đến 115 đô la Mỹ một thùng. Từ đó thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm mạnh về mức 24.000 đồng một lít với xăng và 20.000 đồng một lít với dầu.